người, ánh mắt phơi vơi hân nỉ hoan. Trung Bắc bị cầu ngày hội văn hóa hôm nay, ta Trung Bắc bị cầu người Tây người Giao, Khmer hay người Thái, dù ở nơi nào cũng gắn kết yêu thương trong dòng văn hóa. Cầu quốc thái dân an, ấm lòng.